Thưa quý vị, cải cách hành chính hướng tới phục vụ người dân doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được huyện Châu Đức nỗ lực thực hiện. Và thông qua nhiều mô hình cách làm hay mà trong năm 2023 vừa qua, địa phương đã giải quyết trước hạn hơn 97% hồ sơ hành chính, hoàn thành 100% kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra, cắt giảm thời gian giải quyết đối với tất cả 260 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Huyện Châu Đức xếp thứ tư về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện của tỉnh, không ghi nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức công dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính. Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm về đích thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Châu Đức quyết tâm sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính nhằm vươn lên nhóm dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện. Liên quan đến nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự với ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức. Xin chào ông. Thưa ông, thì huyện Châu Đức là một trong những địa phương được đánh giá là có nhiều mô hình cũng như là cách làm hay trong công tác cải cách hành chính. Vậy thì ông có thể đánh giá về hiệu quả của những cái mô hình này không thưa ông? Huyện cũng cố gắng để làm sao cái việc thực hiện cải cách hành chính nó mang lại cái hiệu quả thiết thực của nó, đó là đem lại sự hài lòng của người dân. Trên cơ sở đó thì huyện cũng đã trang bị các cái công cụ để cân đong đo đếm cái độ hài lòng của người dân. Huyện cũng trang bị một cái hệ thống kết nối tất cả các cái điểm bộ phận tiếp nhận trả kết quả ở các xã đến cái trung tâm chỉ huy đặt tại phòng nội vụ để theo dõi quan sát cái cung cách phục vụ cũng như là cái hoạt động của các cái bộ phận tiếp nhận trả kết quả của các xã thị trấn thông qua cái hình ảnh kết nối từ các xã. Phòng nội vụ sẽ có trách nhiệm theo dõi quán xuyến và xử lý ngay những cái tình huống như vậy, là mặc dù cũng bước đầu có những cái kết quả tốt nhưng mà huyện cũng ráng cố gắng là làm sao để theo dõi quan sát, dù là từ ở huyện xuống với các xã cũng có một cái khoảng cách về địa lý nhưng vẫn theo dõi thường xuyên để chấn chỉnh những cái việc làm chưa tốt của cán bộ công chức khi phục vụ giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Vâng, thưa ông, thì bên cạnh những cái kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính thì năm 2023 địa phương lại có cái xu hướng là tuột một hạng. Vậy thì ông có thể cho biết đâu là những cái nguyên nhân để dẫn đến cái vấn đề này không thưa ông? Qua rà soát thì chúng tôi cũng nhận diện được đâu là cái lỗ hổng và đâu những cái tồn tại hạn chế và cũng đã có cái giải pháp khắc phục. Một trong những nguyên nhân mà dẫn đến cái tuột hạng đó là khi khảo sát cái sự hài lòng của tất cả các cái đối tượng với một cái phương diện là khách quan thì vẫn đâu đó vẫn còn những cái vấn đề mà huyện cần phải quan tâm. Chúng tôi cũng đã nhận diện là không phải là huyện xã làm tốt những cái nhu cầu người dân rồi nhưng mà còn những lĩnh vực khác, ví dụ như là lĩnh vực của công an hoặc là khi đến các cái cơ quan tư pháp, viện kiểm sát, tòa án thì hồ sơ còn chậm trễ, chi trả bảo hiểm xã hội, chi trả lương hưu cho cán bộ công chức hoặc là các cái đối tượng bảo trợ khác thì vẫn còn những cái thiếu sót nhất định. Cho nên là chúng tôi đã rà soát và có cái chấn chỉnh trong các cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính của huyện để tạo một cái sự thống nhất cao. Vâng thưa ông, thì trong năm 2024 này thì địa phương sẽ đặt ra những cái mục tiêu trọng tâm nào trong công tác cải cách hành chính thưa ông? Một trong những cái vấn đề tập trung của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban huyện đó là đưa ra công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá của huyện Châu Đức. Và năm nay chúng tôi cố gắng phấn đấu chuyển thứ hạng từ hạng tư có thể là lên hạng nhất hoặc hạng nhì. Vâng thưa ông, thì để đạt được những mục tiêu như ông vừa nói thì năm 2024 này địa phương sẽ đặt ra những cái giải pháp, những cái khâu đột phá như thế nào trong công tác cải cách hành chính thưa ông? Tất cả đều phải nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị. Muốn làm được như vậy thì trách nhiệm của người đứng đầu phải được nâng cao một cách quyết liệt. Nếu cơ quan đó, địa phương đó không có thay đổi chuyển biến về suy nghĩ cũng như là hành động thì cấp ủy và ủy ban huyện sẽ tính toán về mặt nhân sự để cái việc giải quyết thủ tục hành chính nhân dân trở thành một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng và đây là một cái thước đo để đánh giá được cái năng lực hoạt động của cơ quan đơn vị và
qua từng công việc, qua từng tháng, chúng tôi có theo dõi, giao ban định kỳ xem chỗ nào yếu, chỗ nào mạnh và cái gì là đang nổi bật, cái gì là đang yếu kém thì để điều chỉnh ngay. Chứ không chủ quan là đến 3 tháng, 6 tháng hay cả năm thì những cái việc đó chúng ta không xoay sở kịp, ảnh hưởng đến cái thứ hạng về cải cách hành chính cũng như là đem lại cái sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Phấn đấu nằm trong top đầu về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, trong năm nay, huyện Châu Đức sẽ triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, thực hiện đúng quy định 4 xin, 4 luôn, theo đúng đề án văn hóa công vụ, phấn đấu tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đúng hạn định, thực hiện chứng thực điện tử và thanh toán trực tuyến theo quy định. Huyện Châu Đức cũng nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, chuyển đổi số, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, đồng thời công khai minh bạch việc giải quyết thủ tục hành chính, từ đó kiến tạo một nền hành chính vì dân phục vụ.